Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Xoay Bít số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh. Chương thứ 326, Đại Sử, nhóm editor Tịch Huyết. Tôi nói, ai muốn gặp ta? Người đang nói về ai vậy? Người kia hơi không kiên nhẫn liền nói với tôi, ta tên A Long. Nói cho ngươi lần cuối cùng, chủ động đi theo ta hay là để ta trói ngươi mang đi? Tôi vội vàng nói, ngươi nói cho ta biết trước là đi gặp ai đã. A Long không nói nhảm nữa, một phát bắt được cổ của tôi, trực tiếp đem tôi ra khỏi bàn bán vé. Trần Vĩ vừa nhìn liền cuống lên, lúc này một cước phanh xe liền đi tới đây lôi A Long nói, ngươi làm cái gì đấy, mau buông tay ra. Tôi đang muốn khuyên Trần Vĩ không cần lo chuyện này, ai biết A Long một cái vung tay liền tát một cái vào mặt của Trần Vĩ. Bùm một tiếng, một cái tát này tôi nghe thấy rất đau. Trần Vĩ liền bị tát liền lùi lại vài bước. Khi đứng dậy từ trên mặt đất, trong miệng đã chảy ra máu tươi. Đừng có ép ta phải động thủ, có người tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, người nhất định phải đi. A Long cắn răng nói xong câu đó, trực tiếp lôi tôi ra khỏi xe công cộng. Sau khi xuống xe, A Long nhét ngón tay cái cùng ngón trỏ của bàn tay phải vào trong miệng, huýt sáo một cái, cũng chính là còi bất hảo, cảnh báo hiệu chạm canh gác. Một tiếng huýt gió này, âm thanh vang vọng, đoán chừng là kết quả của việc luyện tập quanh năm. Một chiếc xe con màu đen từ xa nhanh chóng chạy tới, dừng lại trước mặt chúng tôi. A Long nắm lấy cổ áo của tôi, lôi lên xe. Ở trên xe, tôi hỏi, cái gì vậy? Ta chỉ muốn biết là ai muốn gặp ta, không tiện để lộ sao? A Long và tôi ngồi ở hàng sau, hắn có vẻ hơi buồn phiền lo âu. Một lát sau liền nói với tôi, nếu biết thì tự nhiên ngươi sẽ biết, không nên biết thì ngươi đừng hỏi nhiều. Chuyện này tại sao lại có cảm giác như phim xã hội đen vậy? Không phải là muốn bịt miệng tôi chứ? Xe chạy tốc độ rất nhanh, đại khái đã qua hơn 20 phút, xe dừng lại ở một bãi đậu xe trong nội thành. A Long vẫn lôi tôi đi, tôi tránh thoát khỏi bàn tay của hắn, nói, đừng có kéo ta, ta không phải là đứa trẻ 3 tuổi, ta tự biết đi. Theo A Long vào thang máy, một hơi liền tới tầng 26. Sau khi đi ra, tôi phát hiện đây là một tòa nhà thương vụ lớn trong nội thành. Chỉ có điều tầng này sắp xếp như nhà để ở. Hơn nữa, ở cửa còn có mấy người mặc áo choàng trắng, hình như là bác sĩ. Vào bên trong phòng, đập vào mắt chính là một nhóm bác sĩ đang vùi đầu vây quanh một cái bàn tròn pha lê, trong tay cầm bút máy viết nguệch ngoạc. A Long đi ở phía trước, không nói một câu, cứ như vậy mang theo tôi đi đến. Khi đi ngang qua nhóm bác sĩ kia, tôi cố ý liếc về phía cái bàn tròn pha lê kia một cái. Bên trên rải ra một bản vẽ, trên bản vẽ có một người đang nằm ngang. Hơn nữa, rất nhiều chỗ trên người của người kia được đánh dấu, cũng không biết là muốn làm gì. Không lâu sau, A Long mang theo tôi đi tới một gian phòng ở trong cùng. Đứng trước cửa phòng, A Long nói, bên trong ta không thể đi vào nữa rồi, chính người tự đi đi. Tôi bán tín bán nghi đẩy cửa phòng ra. Trong phòng rất yên tĩnh. Trên vách tường phía đông có một màn ảnh lớn, góc đông bắc có một giường bệnh, người nằm bên trên lại là Quỷ Vương. Không nói những cái khác, mặt nạ bông tuyết kia tôi thực sự quá quen thuộc. Quỷ Vương nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy nhuyễn quản, ống dẫn. Trên màn ảnh lớn ở vách tường phía đông hiện lên một vài bức ảnh như vi khuẩn sinh sôi. Tôi không biết là chuyện gì xảy ra, mà ở phía nam căn phòng, gần vị trí cửa sổ, có một cái bàn dài. Trên bàn dài để rất nhiều bồn chứa. Bên trong bồn chứa ngâm trái tim, gan, lá lách, dạ dày và một vài bộ phận cơ thể người. Trên vách tường phía tây thậm chí còn trưng bày mười mấy bộ khung xương đặt song song. Chiều cao của những bộ xương kia cùng với Quỷ Vương giống nhau như đúc. Tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh Quỷ Vương. Trong phòng một nữ y tá khác đi tới, nhỏ giọng dặn dò tôi. Hắn rất suy yếu, người cố gắng nói chuyện với hắn một lúc đi. Tôi ừ một tiếng. Quỷ Vương tuy rằng nhắm hai mắt như người sắp chết, nhưng hắn vẫn vươn tay trái ra chỉ ra ngoài cửa. Nữ y tá kia liền hiểu ý, quay đầu đi ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Đứng trước quỷ vương, tôi không biết nên nói cái gì. Hóa ra người muốn gặp tôi lại là quỷ vương. À bố, thừa thiên khải địa, vỡ rồi. Quỷ vương nói câu đầu tiên này, trên mặt nạ bông tuyết thậm chí còn không nhìn thấy miệng của hắn động đậy. Câu nói này thực sự là nhẹ giọng nói ra, cũng có thể nói là từ yết hầu cố gắng nói ra. Thừa thiên khải địa vỡ, bản lĩnh mà quỷ vương tu luyện khẳng định cũng không đạt tới rồi. Tâm trạng của hắn khẳng định rất khó chịu. Quỷ vương giơ tay lên, tôi liền cầm chặt, nói: không có chuyện gì, lại tìm một cái mới đi. Quỷ vương cười cười, trong miệng nhẹ nhàng phát ra tiếng cười, giọng yếu ớt nói: vô dụng thôi. Thừa thiên khải địa vỡ chính là đại diện cho vận mệnh của ta cũng sẽ nát. Người thấy những viên sỏi màu xanh lam trên bàn không? Lục nói chuyện, tôi quay đầu nhìn về phía cái bàn phía nam. Ở trong góc có một bình thủy tinh trong suốt, chứa rất nhiều hòn sỏi màu xanh ra trời. Hơn nữa khiến người khác kinh ngạc chính là những hòn sỏi kia thế mà lại có thể lơ lửng ở trong bình, dường như không bị lực hút của trái đất khống chế. Sức mạnh bên trong thừa thiên khải địa tiêu tán, món bảo vật này phá hủy, mà ta cũng như gia tràng xe cắt, tính mạng của ta không còn nhiều. Ở thế gian này, người có thể cứu ta chỉ có ngươi. Quỷ vương lúc nói chuyện rất suy yếu, tôi gần như phải đem lỗ tai dí sát vào quỷ vương để nghe. Quỷ vương vẫn không mở mắt, có thể là ánh đèn trong phòng có chút chói mắt. Tôi xòe bàn tay ra che ở trên trán quỷ vương để che chắn cho hắn một ít ánh sáng. Người biết ta làm thế nào để tồn tại tới bây giờ không? Quỷ vương nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Quỷ vương chỉ vào trên màn ảnh lớn ở vách tường phía đông, nói: một mặt là những vị bác sĩ này từ trên thân thể của những người cường tráng lấy ra bộ phận của từng người đưa vào thân thể của ta, mặt khác tầm bộ sinh vật đặc trùng ở trong thân thể ta, huyết dịch lưu thông, duy trì tim đập bình thường. Nếu không, ta sớm đã chết rồi. Lời quỷ vương nói khiến tôi có chút khiếp sợ. Người có cảm thấy cuộc đời của ngươi rất may mắn không? Quỷ vương bất thình lình hỏi tôi một câu. Tôi sững sờ nói: thật có một chút. Từ lúc bắt đầu làm tài xế chuyên xe số 14 này, thật giống mỗi một lần tôi đều có thể gặp dữ hóa lành. Mỗi một lần đều là hung hiểm vạn phần, nhưng tôi vẫn cứ đi tới ngày hôm nay. Quỷ vương nắm lấy tay của tôi, nói: đó là bởi vì ta vô số lần ở sau lưng giúp đỡ ngươi. Câu nói này như một lời trưởng bối nói với vãn bối, có vẻ là thương yêu như vậy. Hơn nữa giờ khắc này tôi kinh ngạc phát hiện bàn tay của quỷ vương đã dần dần tiểu tụy rồi. Hắn có lẽ chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng bàn tay lại trông như ông lão 70-80 tuổi. Tôi không biết nên nói cái gì, liền lạnh nhạt nói một câu: cảm tạ. Quỷ vương lắc đầu nói: người không cần cảm tạ ta. Ta giúp người lâu như vậy, ngày hôm nay chính là thời điểm người giúp lại ta rồi. Tôi gật đầu nói: có điều gì cần giúp, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp người. Còn nhớ rằng có người từng nói với ngươi, thân thể sau khi gây dựng sẽ phát sinh một chuyện lớn làm ngươi khiếp sợ không? Quỷ vương vừa hỏi, trong lòng tôi liền hồi hộp. Chẳng lẽ cao nhân kia là quỷ vương sao? Tôi vội vàng hỏi: bên trong nội thành tấm bản đồ kia cũng là ngươi cho ta sao? Quỷ vương không trả lời thẳng vấn đề này mà nói: ma tâm cùng thiết tâm của ngươi dung hợp lại, hiện tại đã trở thành tâm ma bất tử. Thiết tâm vốn có thể áp chế ma tâm của ngươi, nhưng bây giờ một khi dung hợp, không chỉ không có cách nào áp chế, trái lại còn trợ giúp ma tâm của ngươi kìa. Sau khi nghe quỷ vương giải thích, tôi suýt chút nữa bị dọa sợ rồi. Hóa ra thiết tâm ở lại trong cơ thể tôi có thể áp chế ma tâm, hai thứ ngăn cản lẫn nhau. Sau khi thiết tâm cùng ma tâm dung hợp, sức mạnh cũng dung hợp, sức mạnh ma tâm liền không có thứ gì có thể áp chế. Thiết tâm bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ma tâm, hơn nữa ma tâm cũng có năng lượng vĩnh hằng bất tử. Có thể nói tôi đã có được một nhân tố vĩnh hằng ổn định. Kỳ thực thế gian này người may mắn không chỉ có một mình ngươi, nhưng mặt khác những người kia đều chết rồi, bởi vì bọn họ không gặp được mắt quỷ. Mà ngươi lại gặp mắt quỷ,
cho nên ta mới nói thế gian này ngươi là người duy nhất có thể giúp ta. Quỷ vương nói câu này, trong lời nói dường như có chút chuyện chứa thâm ý. Lẽ nào tôi sinh ra cũng chỉ là một sắp xếp nho nhỏ của thủ lĩnh ngự quỷ môn này sao? Lẽ nào vận mệnh của Liêu Minh Bố tôi chỉ là do quỷ vương tiện tay vung lên một quyết định nhỏ? Chỉ là năm đó tôi còn nhỏ bé yếu ớt, bây giờ sau khi có mắt quỷ, từng bước mạnh mẽ lên, vì lẽ đó đây là thời điểm bắt đầu dùng tới tôi. Vậy người nói cho ta biết, thân thể của ta sau khi gây dựng lại sẽ gặp phải đại sự gì đây? Tôi nhỏ giọng hỏi quỷ vương. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 327, Bầu trời hạ xuống. Editor Mẫn Mẫn. Trên mặt quỷ vương lộ ra ý cười, ấn nút trên đầu giường. Chỉ lát sau, cửa phòng liền mở ra. Vận nữ y tá kia đi vào, đến bên cạnh quỷ vương, hỏi ngài cần gì. Quỷ vương chỉ vào vị trí bảy khung xương trên vách tường phía tây nói, dẫn hắn xem đồ vật trong những ngăn tủ phía tây kia. Y tá vâng một tiếng, sau đó vẫy tay với tôi, nói xin mời. Tôi nhìn quỷ vương một chút, quỷ vương gật gật đầu, ra hiệu cho tôi cứ việc đi xem. Theo nữ y tá đi tới căn phòng phía tây, một loại ngăn tủ hiện ra trước mặt. Nữ y tá kéo ngăn tủ, lấy ra một quyển album ảnh đưa cho tôi. Trong này đại khái có khoảng 30 người. Anh nhìn kỹ tướng mạo cùng với đặc điểm thân thể của bọn họ một chút. Nói xong, y tá xoay người đi ra ngoài. Tôi vừa mới mở ra album ảnh ra, thình lình cả kinh. Chuyện này, đây lại là hình của tôi. Tôi vội vội vàng vàng chạy tới trước giường quỷ vương. Quỷ vương thấy tôi căng thẳng, nhẹ giọng cười nói, đừng nóng vội mà ghế lại, ngồi đây, ta từ từ nói cho người biết. Lòng như lửa đốt, cầm tới một cây ghế, ngồi trước giường bệnh của quỷ vương. Tôi chỉ vào bức ảnh đầu tiên nói, làm sao ngài có hình của tôi? Ngài từng tới nhà tôi ư? Có phải từ nhỏ đã theo dõi tôi không? Quỷ vương nói, người từ nhỏ đến lớn quả thật có cao nhân theo dõi, nhưng tấm hình này không phải ngươi. Không phải tôi. Tôi sững sờ. Lần thứ hai nhìn lại, dáng vẻ người kia so với dáng vẻ khi tôi lên trung học gần như giống nhau như đúc. Hơn nữa còn có thể thấy đây là dùng camera ẩn chụp lén, không phải quang minh chính đại mặt đối mặt mà chụp. Sau đó tôi là sang trang tiếp theo, mà sau bức ảnh kia là bức ảnh một kẻ đã chết. Cái người đã chết này chính là người vừa nãy, dáng vẻ rất giống tôi. Trên đó có ghi chú lại thông tin: Trương Duyệt, nam, 90-03-28, Hồ Bắc, tiểu học văn hóa, tốt nghiệp năm 99. Tôi khá là không rõ, tiếp tục xem càng giật mình. Liên tục lật hơn 30 trang, phát hiện tướng mạo mỗi người đều giống tôi như đúc. Có thể nói, từ lúc tôi bắt đầu biết đến trường mà cho đến bây giờ, tướng mạo của 30 người này chính là quá trình trưởng thành của tôi. Quả thực phản ánh toàn bộ bộ dáng từ nhỏ đến lớn. Nhưng 30 người này, tên cùng nơi sinh của mỗi người, còn có nơi ở cũng khác nhau, có thể nói rải rác khắp cả nước. Nhưng người này, có nhiều người là con nhà giàu, cũng có nhiều người là công nhân bình thường, có nhiều người là lãnh đạo công ty, cũng có nhiều đứa trẻ vùng núi xa xôi không được đi học, không biết đọc sách. Nhưng tất cả đều giống nhau, đều đã chết. Lật đến trang cuối cùng, tôi phát hiện bên trong tranh album này kẹp một tờ giấy màu đen sáng bóng như là mực nước. Tôi mở ra, vừa nhìn là một tấm hình, bởi vì chất giấy sờ tới sờ lui nhất định là một bức ảnh. Nhưng không biết tại sao bị mực nước bôi đen. Đây là người nào? Tôi nản lấy ra bức ảnh hỏi quỷ vương. Quỷ vương không chút e dè, đơn giản nói, đây là hai người. Hai người? Tôi có chút không rõ, bởi vì những tấm hình phía trước đều là một người, tuyệt đối đều là một. Hơn nữa còn có rất nhiều quy luật. Phía trước là bức ảnh khi còn sống, phía sau là một bức ảnh khi đã chết. Tôi lại hỏi, hai người kia là ai?
Quỷ vương tay run run, trước tiên chỉ vào lồng ngực của mình, sau đó chỉ vào người tôi, nói: ta và ngươi. Đầu óc của tôi thực sự muốn nổ tung. Lời này thật khiến tôi lúng túng. Cuối cùng quỷ vương nói: ngươi không phải là muốn biết tướng mạo của ta sao? Mở mặt nạ của ta ra đi. Vừa nghe quỷ vương nói như vậy, tôi cũng không quan tâm tới tôn kính hay lịch sự gì đó, liền đứng dậy, thận trọng mở mặt nạ trên mặt quỷ vương. Khuôn mặt đối diện đập vào mắt tôi, trong nháy mắt hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa hô lên một tiếng cha. Tướng mạo này vô cùng giống cha tôi. Nhưng tôi đảm bảo 100%, quỷ vương cùng cha tôi tuyệt đối không liên quan. Bởi vì cha tôi cả đời này chính là một người trung thực, quỷ vương thì lại khác. Hắn trời sinh chính là người làm đại sự. Không chỉ như thế, quỷ vương cũng rất giống tôi. Tôi kinh ngạc hỏi: ban đầu ở trong suối, nữ cảnh sát mở mặt nạ của ngài, sau đó nói một câu tại sao lại là ngươi. Lúc đó nữ cảnh sát nhìn thấy chính là khuôn mặt này sao? Quỷ vương gật gật đầu, thần thái cùng cử chỉ vô cùng giống cha tôi khi 30 tuổi. Khi nói chuyện với hắn, tôi luôn cảm thấy đang nói chuyện cùng cha mình. Bởi vậy tôi đã nghĩ thông suốt. Không tranh nước cảnh sát sau khi nhìn thấy quỷ vương liền khăng khăng một mực theo tôi, thế nào cũng phải ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy nàng hẳn là tưởng quỷ vương là cha tôi rồi. Nhưng tôi cùng quỷ vương thực sự không có bất cứ quan hệ gì. Quỷ vương nói: nói câu này ngươi liền có thể hiểu được tất cả mọi chuyện. Ngươi là vãn bối của ta. Hơn 30 người đã chết này cũng là vãn bối của ta. Tôi hỏi: ngài quen biết cha tôi sao? Quỷ vương lắc đầu. Tôi lại hỏi: ngài biết ông nội tôi cùng nhị gia của tôi sao? Quỷ vương lại lắc đầu. Tôi nói: ngài không quen biết cha tôi, cũng không quen biết ông nội của tôi, vậy còn nói là trưởng bối của tôi. Quỷ vương sang sảng cười, tuy rằng âm thanh rất suy yếu nhưng vẫn là có thể nhìn ra được một chút ý vị thâm trường. Hắn nói: qua nhiều việc phức tạp ta tạm thời không nói, nếu người nhất định không thể nào tiếp thu được có lẽ bị bức đến phát điên. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện. Chuyện gì vậy? Ta có thể cứu ngươi, ngươi cũng có thể cứu ta. Ngươi là một trong hơn 30 người đó, là người duy nhất đi tới cuối cùng, hơn nữa còn đi đường người tốt nhất. Vận mệnh của hai người chúng ta đã buộc chặt cùng nhau. Thân thể ngươi sau khi tái hợp, các bảo vật đã hòa làm một thể, ai cũng không cướp được. Sức mạnh của ma tâm cũng tỏa ra ở toàn thân ngươi rồi. Lần này hai người chúng ta nhất định phải tự cứu sống lẫn nhau. Quỷ vương nói xong, ý vị thâm trường nhìn tôi. Kỳ thực trong lòng tôi đang nghĩ, quỷ vương sở dĩ nói với tôi những lời này là bởi vì khi hắn sử dụng thừa thiên khải địa, không cẩn thận hư hại bảo vật, công phu hắn tu luyện cũng thất bại. Nếu không, tôi cảm thấy quỷ vương chắc chắn sẽ không đem những bí mật này nói thẳng ra. Trong phù đồ thông thiên, hắn thể hiện quan điểm rất rõ ràng, không hề có ý cho tôi biết tướng mạo của hắn. Ngay cả ký ức của nữ cảnh sát cũng bị hắn xóa sạch. Tự cứu thế nào? Tôi lại hỏi. Quỷ vương nói: điểm mấu chốt nằm ở mắt quỷ trên người ngươi. Ngài muốn tôi đưa chúng ta vượt qua thời không một lần nữa trở lại quá khứ, sau đó lần thứ hai lấy đi thừa thiên khải địa. Tôi thăm dò hỏi quỷ vương. Quỷ vương lắc lắc đầu, nói: đó là chuyện không có khả năng. Mắt quỷ ta cũng nghiên cứu rất lâu, sau đó phát hiện vật ấy tròn trù theo quán tính, chính là thích tìm kiếm người yếu. Làm như vậy cũng có đạo lý. Người yếu không có sức mạnh điều động sức mạnh của mắt quỷ, không có khả năng chủ động sử dụng sức mạnh thần bí của nó. Như vậy sẽ không xuất hiện cảnh vô số sinh linh oán thán lầm than. Kỳ thực ta còn có thể trông đỡ được một thời gian khá lâu. Đêm nay gọi người tới chính là nhắc nhở ngươi một chút. Tối nay bầu trời hạ xuống, Tư Đại Hộ Pháp đã đi thi hành mệnh lệnh của ta rồi. Một khi có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Không có chuyện gì thì ngươi trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đầu óc của tôi thực sự là loạn. Tôi cũng không dám cùng quỷ vương nói chuyện, sợ nói một hồi tôi liền phát điên mất. Tôi cảm thấy thế giới này quá là điên cuồng. Thân thể sau khi tái hợp phát sinh đại sự,
Kỳ thực quỷ vương vẫn là không nói rõ với tôi. Tôi biết hắn cố ý không nói. Có lẽ cái gọi là đại sự này, nếu như nói cho tôi sẽ thực sự không chịu nổi. Trên đường trở về, tôi một mực suy nghĩ, quỷ vương lợi hại như vậy cũng cần tôi cứu. Lẽ nào cũng là bởi vì trên người tôi có mắt quỷ sao? Con đường này chính là tôi bước đi. Phàm là sự kiện quỷ dị nào liên quan tới tôi, cuối cùng đều dính dáng tới mắt quỷ. Xem ra có câu nói không sai, không có tiền tài bảo vệ thực lực chính là thảm họa. Trở lại ký túc xá, thuê phòng của Trần Vĩ, đèn còn chưa tắt. Tôi đi qua gõ cửa, hắn đang uống rượu. Để thấy tôi đến, liền nhanh chóng kéo tôi ngồi trên giường, rót rượu cho tôi. Hắn đã không còn là quản lý rồi, mà từ khi mất chức, hắn càng thêm nghiện rượu. Hầu như mỗi ngày đều phải uống một chút. Uống, uống đi. Trần Vĩ vỗ vỗ bờ vai của tôi, hỏi: Lão đệ à, người đi đâu đấy? Tôi cười nói: Không có chuyện gì, hóa ra là một người bạn cũ muốn gặp tôi, chẳng qua là ra vẻ thần bí thôi. Trần Vĩ hít ở một tiếng, nhỏ giọng nói với tôi: Ta nói nha, hai anh em ta cũng đừng chết khô ở cái chỗ này. Xem tin tức hôm nay chưa, vùng ngoại thành phát sinh đại sự kìa. Tôi nhỏ giọng hỏi: Đại sự gì? Là thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Trần Vĩ mới vừa nói xong câu này, trong lòng tôi hồi hộp, nhớ tới quỷ vương từng nói: Tối nay bầu trời hạ xuống. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 328, Ma Thư, sách ma thuật, edit Sên. Tôi hỏi: Thiên thạch rơi xuống ở đâu? Trần Vĩ chỉ vào hướng đông nam, nói: À, ngay ở ngoại thành phía đông này, nghe nói là một nông dân phát hiện ra, sau đó liền báo lên trên, chắc là bị lấy đi rồi. Ta cũng vừa mới xem tin tức buổi chiều, bỗng điền thấy thông báo là phóng viên tại chỗ sẽ đưa lại tin tức này. Tôi vội vàng hỏi: Thiên thạch nhiều lắm bà? Trần Vĩ nói: Ờ, đúng 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 đấy, ngươi xem đầu ta đây này. Lúc nói chuyện, Trần Vĩ dùng sức mạnh vỗ vỗ trán của mình. Hắn đã có chút say rồi, mắt cứ lờ đờ lim dim. Hắn nói với tôi: Phóng viên đưa tin đã nói là thiên thạch đó to bằng quả bóng rổ, bên trên còn khắc vô số ký hiệu hình thù quái dị. Theo chuyên gia suy đoán thì hẳn là văn tự của người ngoài hành tinh dùng để giao tiếp. Vũ trụ thông dụng cái gì mà. Mấy cái lão chuyên gia này đúng là làm ta chết cười rồi. Người ngoài hành tinh như thế nào chắc cũng chưa biết đi. Rất có thể ta cũng được xem là chuyên gia đấy. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của tôi bỗng nhiên vang lên. Tôi vừa nhìn thì thấy số lạ, nhưng số này hình như đã từng gọi vào máy của tôi. Tôi khoát tay với Trần Vĩ một cái, bảo là mình ra ngoài nghe điện thoại. Trần Vĩ gật gật đầu, tiếp tục ngồi ăn lạc. Ra khỏi ký túc xá của Trần Vĩ, tôi mở điện thoại di động ra, nhìn thì thấy chuông báo tin nhắn. Mắt quỷ vừa ra, Ma Thư liền xuất hiện. À bố, người hay đoạt lấy khối thiên thạch này, nếu như cướp không được thì ít nhất cũng phải nhớ đi lên chỗ khắc họa văn tự, ta tự phá giải được. Đây là quỷ vương dặn dò. Nghe ý tứ trong lời nói của quỷ vương thì hẳn là hắn biết tôi đã xem tin tức này. Tin tức này trong chốc lát đã khiến toàn bộ nội thành sôi sục. Hiện tại internet khá là phát triển, thậm chí còn có một số người dân còn vây xem chụp hình lại rồi đưa lên mạng để mọi người hỗ trợ xem văn tự bên trên thiên thạch là văn tự gì. Nhưng khi đó xung quanh thiên thạch bao vây lại bằng đường cảnh giới, bọn họ cũng quay từ xa nên hình ảnh cũng không có rõ, hơn nữa còn rất mơ hồ. Tôi tắt tin tức trên điện thoại, cất điện thoại vào trong túi, rồi lại cùng Trần Vĩ uống hai ngụm, sau đó liền trở về phòng làm việc của tôi. Mọi thứ trong phòng làm việc đều không có biến hóa gì, chỉ có điều ông chủ đã chuyển từ Trần Vĩ thành tôi. Tôi mở máy vi tính ra, cẩn thận nhìn tin giật gân đêm nay. Trên mạng bình luận loạn cào cào, nếu bất kể là tin tức nào trên diễn đàn thì cư dân mạng cũng có thể tranh cãi nhau nảy lửa.
Cái này đã trở thành một điều bình thường trên mạng xã hội rồi. Tôi cũng không để ý, cứ thế lặng lặng rót một chén trà, nghĩ xem nên cướp thiên thạch ở chỗ nào đây. Từ sau khi trở về từ Vân Nam, tôi cũng chưa gặp Tô Trinh, mà Cát Ngọc lại ở cùng nhà mới với tôi, diện tích 150 m². Từ lúc ấy đến bây giờ, tôi rất bận bịu nên vẫn chưa chạy qua xem. Trong lòng nghĩ thầm, đêm nay phải về thăm nhà một chút. Uống hai hớp trà xong, tôi tắt máy vi tính. Lúc gần đi về ký túc xá, tôi đã báo cáo với Trần Vĩ, nói với hắn đêm nay có nhiều người, chú ý một chút. Hôm nay tôi cũng không ở lại văn phòng qua đêm. Trần Vĩ ừ một tiếng, tôi đóng cửa văn phòng lại rồi đi. Tôi lái chiếc xe con màu trắng của tôi đi về chỗ cần về. Ở trên đường, điện thoại của tôi lại vang lên. Vừa lấy ra nhìn đã thấy báo là số lạ. Sau khi bắt máy, bên trong truyền tới một giọng nói: "Alo, là A Bố đúng không?" Âm thanh nghe có chút quen thuộc, nhưng tôi không nhớ ra là ai. Tôi ừ một tiếng rồi hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là A Long. Quỷ Vương dặn dò đến đầu đường Thiên Bảo ngay lập tức. Trong vòng 10 phút phải tới đó. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh lên." Tên kia nói xong, không kịp để tôi phản ứng gì, đã cúp điện thoại. Tôi nắm chặt tay lái. Đầu tiên là sững sờ, cuối cùng tôi gầm lên: "Mẹ nhà ngươi, tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Việc trọng yếu thì tôi nghĩ nói 100 lần cũng không đủ." Tôi cũng không quay lại căn nhà 150 m² nữa. Thật vất vả mới có cơ hội trở về, tự dưng lại muốn tôi chạy tới đường Thiên Bảo. Nhưng nếu đây là ý tứ của Quỷ Vương, thì dù tôi có phát cáu, phát nhàu, phát hỏa thì vẫn phải đi thôi. Đường Thiên Bảo cách chỗ này hơi xa, 10 phút thì đúng là ép chết người. Nên tôi lái tốc độ rất nhanh, chạy xe khoảng 15 phút là tới. A Long đứng ở ven đường, đi tới hỏi tôi: "Không phải ta đã bảo ngươi trong vòng 10 phút phải chạy tới đây à?" Vừa nghe lời này, tôi tức giận không chỗ phát tiết liền nói: "Ngươi có hỏi xem lúc đó ta đang ở đâu không? Ngươi thấy ta lái xe gì không? Đây không phải là Ferrari, cũng không phải Boeing 747 đâu." A Long không nói gì nữa. Lúc này hắn đi tới xe của hắn, mở cốp lấy ra một cái vật nặng trịch đưa cho tôi rồi nói: "Có chút nặng." Tôi vừa mới nhận đồ thì đột nhiên cảm thấy trong tay nặng thêm ngàn cân, làm thân thể của tôi suýt chút nữa rơi xuống đất. Cái túi vải đen này bên trong có vật gì đây? Tôi định đưa mắt nhìn thì A Long nói: "Đừng xem, ở đây không có camera. Người mau sắp xếp đem vật này đến một nơi an toàn. Nếu là không được để bên trong nhà ngươi đâu, cũng đừng để ở chỗ người thân. Nhớ kỹ đấy, đây là lời nhắn của Quỷ Vương." Cuối cùng A Long sợ tôi bạc xác hắn, nên hắn còn cố ý thêm một câu Quỷ Vương nhắn nhủ này vào. Tôi ừ một tiếng rồi đem túi vải màu đen này bỏ vào trong cốp xong lái xe về. Trên đường tôi cứ tưởng tượng cái tên A Long này bị thần kinh đúng không, tự nhiên gọi điện thoại làm tôi vội vã chạy đến, rồi vứt cho tôi một cái túi vải màu đen, rồi lại quay đầu đi. Lại được một nửa chặng đường thì tôi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ bất chợt, dừng xe ở con đường nhỏ trong rừng rậm. Tôi định nhìn xem bên trong túi vải này là cái vật gì đây, có phải một túi vàng hay không. Tôi ảo tưởng đây chính là kinh phí hoạt động mà Quỷ Vương đưa cho tôi. Tôi cười hắc hắc rồi mở cốp xe ra. Đầu tiên là duỗi tay lần mò, cảm thấy có chút nóng. Tôi dùng đèn flash di động chiếu vào, nhìn xong trợn tròn mắt. Cái này dĩ nhiên là một tảng thiên thạch. Một tảng thiên thạch lớn như quả bóng rổ, bên trên còn khắc rất nhiều ký tự kỳ lạ, làm tôi thán phục tới cực điểm. Bởi vì những ký tự này nửa giờ trước tôi mới xem qua trên internet thôi. Thiên thạch này chính là cái thiên thạch mà các chuyên gia đang nghiên cứu. Nhưng tảng thiên thạch này không phải đã bị chuyên gia mang đi rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong tay A Long? Đây là giành được hay là chuyên gia đưa cho hắn? Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu tôi. Bỗng nhiên phía bên phải rừng cây truyền đến một âm thanh vang động. Tôi giật mình, lập tức quay đầu nhìn về trong rừng cây. Trời tối quá nên tôi không thấy rõ được thứ gì đang ở trong rừng cây. Cũng quá nửa đêm rồi mà. Tôi cho rằng có thể là một số tình nhân nhỏ đang ân ái ở trong rừng cây chơi một ít trò thủy triều giã chiến để hôn đúc tình cảm, để tôi cũng không nghĩ nhiều. Đóng cốp sau,
rồi chuẩn bị rời đi. Đánh tay lái, trong lòng tôi nghĩ bên trong thiên thạch có khả năng chứa chất phóng xạ. Đồ vật này tôi không thể ném tùy tiện được, cả không thể để trong nhà tôi được. Nghĩ tới nghĩ lùi, à đúng rồi, tôi còn một căn phòng đang thuê còn 3 tháng. Hiện tại tôi cũng không ở đó nữa, bên cạnh cũng không có người ở, vậy thì đi tới phòng trọ thôi. Ngay khi tôi vừa mới khởi động xe ô tô, đánh lái chuẩn bị tăng tốc độ, thì bỗng nhiên mí mắt phải của tôi giật giật, nghiêng đầu nhìn sang bên phải rừng cây. Trong nháy mắt tôi trợn to mắt, gần như không dừng lại rồi. Đem đồ đằng long xà vận vào hai tay, đưa tay lên che chắn. Ở sâu trong bóng tối, có người quăng một cây lao về phía tôi. Ầm một tiếng, cây lao đâm thủng cửa kính xe trong nháy mắt, tiếp tục đâm vào gáy của tôi. Tôi nắm lấy lưỡi dao sắc bén trên cây đào, da thịt trong lòng bàn tay tê dần, bỗng dưng cắt ra 2 vết thương, nên máu ồ ạt chảy ra, cứ phun ra ngoài giạt rào. Thả lỏng cây lao ra, tôi nhìn lại trong rừng một lần nữa, thì thấy trong rừng cây xuất hiện một đôi mắt màu xanh lục lập lòe ánh sáng. Một người đàn ông mặc tây trang nhanh chóng lao ra tấn công tôi. Nửa bên mặt của hắn che vải đen để tôi không thấy rõ mặt hắn, nhưng từ cách hắn chạy trốn thì xem ra công phu của hắn đều là võ thuật hiện đại, không phải kỹ thuật thời xưa. Tôi căn răng một cái, mau chóng khởi động động cơ, đạp cần ga nhanh chóng rời đi. Nam tử mặc vest che mặt không quan tâm cái lao, hai tay cũng bỏ qua luôn, cứ thế truy đuổi ô tô của tôi trong rừng rậm. Vết thương trong lòng bàn tay phải dần dần được thái tuế chữa trị khép lại. May mà cây lao này không có độc. Lúc này tôi nhìn phía sau kính chiếu hậu, muốn để xem cái tên nam tử mặc vest che mặt kia bị quăng bao xa rồi. Nhưng tôi thấy không nhìn còn đỡ, vừa nhìn tôi đã bị làm cho sợ hết hồn. Tốc độ chạy của gia hỏa này so với ô tô con còn nhanh hơn kìa. Chỉ lát nữa đã chạy đến cửa xe, đưa tay ra là kéo được cửa xe của tôi rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 329, Thất Tinh Thiên Thạch, editor Min. Sao có thể có chuyện đó? Tốc độ của con người có thể chạy qua ô tô sao? Tôi thừa nhận lúc chiếc ô tô vừa lăn bánh có hàng tá người có thể đuổi kịp, nhưng không nói những cái khác, liền nói cái Jamaica bầu kia đi, tốc độ tới hàng trăm mét, tôi cảm thấy có thể bắt kịp sau khi xe xuất phát vài giây, nên tôi lại là gia tốc đến cực hạn. Bởi vì trên con đường lục ấm nhỏ hẹp này không có ai, cho nên tôi mới dám liều lĩnh lái như thế. Chứ nếu như là ban ngày, tôi khẳng định không dám. Với khoảng trống như vậy, hắn liền giơ tay nắm lấy cửa xe của tôi. Tôi từ sau eo rút ra chủy thủ, nhằm ngay cánh tay của hắn lên chém tới. Một đao xẹt qua, vết thương trên cánh tay bị chém của hắn chảy ra rất nhiều chất lỏng sền sệt màu xanh. Trên mặt của tôi cũng dính chất lỏng màu xanh kia, cảm thấy mặt mũi đều nóng lên như bị axit sulfuric tạt vào vậy. Tôi dùng ống tay áo lau những chất lỏng màu xanh kia, phát hiện quần áo đều bị ăn mòn. Hay ra đây rốt cuộc là nhân vật nào vậy đây? Tôi có chút sợ hãi không thôi, không hề dừng lại, một hơi lái đến căn phòng đã thuê. Sau khi chụp một vài bức ảnh về đồ án và phù hiệu trên thiên thạch, toàn bộ 360 độ không góc chết, lúc này tôi mới đem thiên thạch giấu ở dưới gầm giường, xoay người rời đi. Trở lại căn phòng công ty cho tôi, tôi kinh ngạc không nói lên lời. Phong cách trang trí kiểu châu Âu này tôi đúng là chưa từng thấy. Mới vừa bước vào nhà, tôi đều mê mẩn rồi. Cát Ngọc có chút buồn ngủ, kéo tôi vào phòng nói: anh cứ từ từ xem, em đi ngủ tiếp đây. Tôi ừ một tiếng, cởi giày và đi dép vào. Đột nhiên bước vào nơi như thế này, tôi thực sự thích ứng không kịp. Khó có thể tin được đây là nhà của mình. Ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại phong cách châu Âu, tôi dùng sức nhảy lên mấy cái, cuối cùng không biết từ bao giờ liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm tỉnh lại, tôi gọi cho Quỷ Vương một cuộc điện thoại. Nghe điện thoại vẫn là nữ y tá nhỏ kia. Anh tìm ai vậy? Tôi tìm Quỷ Vương. Quỷ Vương còn đang nghỉ ngơi. Nữ y tá nhỏ vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên trong điện thoại lại truyền tới một câu: không có gì, ta đã tỉnh rồi, đem điện thoại di động cho ta. Một lát sau, thanh âm của Quỷ Vương từ trong điện thoại truyền đến. Hắn hỏi tôi:
À bố, có chuyện gì sao? Tôi nói, A Long đã đem thiên thạch vũ trụ giao cho ta, đồ án bên trên ta đều nhớ rồi, phải làm sao nữa? Quỷ vương lặng lặng nói, phá hủy nó đi. Tôi liền bối rối tại chỗ, nói, ngươi bảo ta phá hủy thiên thạch sao? Ngươi biết vật kia cứng rắn như thế nào không? Nếu không chỉ bằng nắm đấm thì không hủy được đâu, cho dù dùng búa đập cũng không tiện. Bên trong thiên thạch có rất nhiều khoáng chất, đặc biệt là hàm lượng sắt vô cùng cao. Có thể nói đây không phải là một tảng đá, mà chính là một khối sắt thép chưa từng trải qua tinh luyện. Quỷ vương nói, ta biết, ngươi không cần hủy diệt toàn bộ thiên thạch, chỉ cần hủy diệt đồ án cùng phù hiệu bên trên là được rồi. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Tôi hỏi, làm thế nào đây? Tạm thời chưa có cách, cho nên ta mới thông báo cho ngươi. Chờ đợi thông báo của ta đi. Trước lúc này, giấu kỹ thiên thạch, đừng để bị phát hiện ra, càng không được bị cướp mất. Sau khi nói đến đây, tôi ngầm nghe ra quỷ vương có chút uể oải, sắp tắt điện thoại. Tôi mau nói, bởi tối hôm qua có một nam tử che mặt mặc âu phục, trong bóng tối có đôi mắt màu lục, cánh tay bị chém chảy ra dòng máu xanh lục, hắn đã truy sát ta. Quỷ vương ở một câu nói, tự cầu phúc đi, ta tin tưởng người có năng lực. Chỉ nói rằng tin tưởng tôi liền sẽ không để ý đến nữa sao? Đây là biểu hiện của không chịu trách nhiệm mà. Nhưng từ góc độ khác mà nói, hai đây cũng là quỷ vương cố ý mà thôi. Mưu kế của hắn sắp xếp làm người ta vô cùng sợ hãi, hay là hắn có phương pháp khác? Người nói cho ta biết phù hiệu trên thiên thạch này có ý là gì. Gọi cho quỷ vương một cuộc điện thoại thật không dễ dàng, vậy nên nhân cơ hội này hỏi nhiều một chút. Quỷ vương nói, trong mắt quỷ diễn sinh ra hai loại vật thần kỳ, một là thiên diễn đồ, hai là sách đốt tâm ma. Sách đốt tâm ma hay còn gọi là ma thư thất tinh, ở cuối thời Đông Hán từng xuất hiện, nhưng cũng chỉ có một lần. Vật ấy cùng ma tâm hỗ trợ lẫn nhau, người nhất định phải tìm được sách đốt tâm ma. Chỉ có tìm được sách đốt tâm ma mới có thể cứu ta. Hóa ra là như vậy, nói trắng ra không phải là bảo ta cứu ngươi sao? Quỷ vương nghe được trong giọng của tôi có chút xem thường, liền nói, sách đốt tâm ma ta cho ngươi biết cách học, ngươi có thể học. Ta không nói cho ngươi biết, ngươi cũng là không học được. Mà nếu như ngươi không học được, ma tâm sớm muộn gì sẽ phản lại ngươi, ngươi sớm muộn gì sẽ phải chết đấy. Có thể nói tôi đã cưỡi lên lưng hổ, tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Không học đó là con đường chết. Học trước tiên còn phải tìm được sách đốt tâm ma. Đây quả thực là đang trêu đùa tôi mà. Tiếp theo ta nên làm thế nào đây? Chờ đợi thiên thạch thứ hai trong thất tinh thiên thạch rơi xuống. Nói xong, quỷ vương liền cúp điện thoại. Sau đó hắn đúng là rất mệt mỏi. Mà tôi liền sững sờ ngay tại chỗ, nghe ý tứ trong lời nói của quỷ vương, trên trời tổng cộng có 7 viên thiên thạch rơi xuống, sẽ không rơi hết ở trong nội thành chứ? Nhưng nếu như phân tán toàn quốc, vậy tôi làm sao sẽ biết rơi xuống ở đâu? Lỡ như rơi xuống sa mạc hoang vu, hoặc là rơi xuống rừng già, tôi làm sao có thể tìm tới đây? Nghĩ tới nghĩ lùi, tôi thở dài, trực tiếp cất điện thoại di động, lúc này rời khỏi nhà, chạy tới tổng trạm vận chuyển hành khách. Dù sao vẫn phải tiếp tục công việc. Trở lại tổng trạm, tôi vừa nhìn cửa phòng mình khép hờ, lúc đầu sững sờ, sau đó liền cả kinh. Không đúng, lúc tôi đi rõ ràng đã đóng kín cửa rồi cơ mà. Tôi mau chóng sập tới, đẩy cửa ra, trong nháy mắt phát hiện trong phòng có một người lớn tuổi. Vừa nhìn chính là Nhị Gia. Nhị Gia, sao ngài lại tới đây? Tôi hỏi hắn. Nhị Gia xoay đầu, trong nháy mắt thấy rõ hai mắt chứa đầy nước mắt. Hắn nhìn tôi một cái, không hề dừng lại, trực tiếp đi thẳng ra ngoài phòng. Tôi hô lớn, Nhị Gia, ngài làm sao vậy? Chạy ra khỏi phòng, đuổi theo Nhị Gia vài bước. Hắn chạy quá nhanh, sau vài giây liền lao ra khỏi tổng trạm. Tôi đứng ở cửa phòng, gãi đầu một cái, nghĩ thầm, Nhị Gia đây là có chuyện gì vậy? Trở về trong phòng, tôi đứng ở vị trí Nhị Gia vừa nãy, cúi đầu xem, bất thình lình nhìn thấy bản chứng minh ADN để trên bàn. Lúc tôi trở lại từ quê nhà,
liền đem bản chứng minh ADN này ném ở trên bàn. Lúc đó Cát Ngọc liếc mắt nhìn nhưng cũng không để ý đến, cứ như vậy để ở trên bàn. Tại sao sau khi nhị ra nhìn thấy bản chứng minh ADN này lại bật khóc? Khóc nhất định là có nguyên nhân. Lẽ nào ông nội tôi, Lưu Long Sơn cùng nhị gia có quan hệ? Hay là nhị gia cùng nhà tôi cũng có quan hệ? Đại não tôi trong nháy mắt liền rối loạn. Tôi mau chóng gọi điện thoại cho nhị gia. Điện thoại được đả thông nhưng không ai tiếp. Một lát sau lại có nhắc nhở điện thoại đã đóng máy. Không có cách nào, tôi lại gọi điện thoại cho chú Trung Niên. Mới vừa đả thông, tôi vội vàng sợ hãi hỏi: Đại thúc, nghĩ ra đâu? Chú có thấy không? Chú Trung Niên hình như là đang xem tivi, bên trong còn truyền đến một câu: Nô tỳ thực sự không làm được a. Chú Trung Niên nói: Nhị gia à, vừa nay vừa ra cửa, nó là đi tìm ngươi, có chút việc cấp thương lượng với ngươi. Làm sao vậy? Nhị gia không đi tìm ngươi sao? Tôi vỗ trán một cái, nói: Xảy ra vấn đề rồi. Chú Trung Niên hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói: Nhị gia ở chỗ tôi thấy được một tờ giấy, sau đó lại khóc xông ra ngoài. Nếu như chú biết nhị gia thường thường đi tới chỗ nào thì nhanh đi tìm nhị gia đi. Chú Trung Niên vừa nghe hiển nhiên giật mình một cái, liền từ trên ghế salon đứng dậy, nói: Đi, ta bây giờ sẽ nhanh chóng ra ngoài tìm. Cúp điện thoại, tôi ngồi ở trên giường nặng nề thở dài. Tôi phát hiện sau khi trở về từ phủ đồ thông thiên, nhìn thì có vẻ sự tình đều đã giải quyết xong. Kỳ thực thật giống như đây mới là bắt đầu của tất cả mọi chuyện. Lúc trở lại từ phủ đồ thông thiên đến nội thành, tôi chỉ mất liên hệ với chúng tôi. Cho đến bây giờ cũng không biết nàng đã đi đâu, điện thoại cũng không gọi được. Mà nhị gia sau khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN, trong mắt rừng rừng chạy khỏi phòng tổng trạm. Cô không biết đã chạy đi đâu. Tại sao đột nhiên người người đều biến thành quái lạ như thế? Đến cùng là làm sao vậy? Tôi thử gọi cho Tô Trinh, không nghĩ tới lần này lại đả thông. Tô Trinh, cô ở đâu? Tôi vội vàng hỏi. Tô Trinh không chút hoang mang, nói: À bố, xung quanh người bây giờ có ai không? Tôi nói không có. Tô Trinh liền nói: Lúc ở phủ đồ thông thiên, ta cảm thấy người đeo mặt nạ kia không đúng. Sau khi trở lại nội thành, ta cố ý đi vòng vèo lên Thiên Sơn. Lần này ta lôi kéo lão Lạt Ma tự mình đi tìm thi thể hoa đá của lão tổ. Kết quả khiến lão Lạt Ma và ta đều giật mình. Làm sao vậy? Lão Lạt Ma ở ngay trước mặt ta bắt đầu suy diễn, cuối cùng từ trên thiên diễn đồ phát hiện ra thi thể hoa đá ở Thiên Sơn của lão tổ đã sớm mất tung tích. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 330: Nhị gia chết rồi. Editor Mẫn Mẫn. Phương pháp suy diễn cụ thể tôi không hỏi Tô Trình, nhưng bản lĩnh của lão Lạt Ma tôi vẫn tin. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là tin tưởng vào nhân phẩm của lão Lạt Ma, hắn chắc chắn sẽ không gạt người. Tôi nói: Thi thể hoa đá của lão tổ không thấy, cô nghĩ thế nào? Tô Trình nói: Khi đi tới tầng thứ 30 của phủ đồ thông thiên, quỷ vương này ngôn hành cử chỉ rất giống lão tổ. Tôi cảm thấy không đúng, liền cố ý chạy tới Thiên Sơn cùng lão Lạt Ma nghĩ biện pháp tiến vào hang rộng Thiên Sơn. Thế nhưng lão Lạt Ma từ thiên diễn đồ mà suy diễn. Tôi suy nghĩ một chút, nói: Cô mau trở về đi, gần đây sắp phát sinh đại sự rồi. Người mang mặt nạ bông tuyết kia là quỷ vương của Ngự Quỷ Môn, hắn là không liên quan gì tới lão tổ đâu. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì tướng mạo của quỷ vương thực sự quá giống cha tôi. Điều này làm tôi không thể nhìn hắn mà liên hệ đến lão tổ. Cảm giác lão tổ mang đến cho tôi là cảm giác thực sự như tình phụ tử. Cảm giác quỷ vương đem tới cho tôi chính là hình dáng giống cha tôi. Cúp điện thoại, tôi ngồi ở trong phòng làm việc ghi chép giờ xe xuất phát. Tuy rằng ngồi công tác nhưng trong lòng một mực nghĩ tới nhị gia. Tôi thực sự không hiểu khi ông thấy tờ xét nghiệm ADN kia, vì sao lại khóc? Khoảng hơn 3 tiếng sau, chú Trung Điền gọi điện thoại tới. Tôi vừa bắt máy, hắn liền nói: Này này, đầu bên kia điện thoại, ban đầu không ai hé răng. Một lát sau, chú Trung Điền thở dài nói: Nhị gia chết rồi. Cái gì? Tôi đập tay lên mặt bàn một cái, trực tiếp hét lớn một tiếng, đứng lên.
Đi ra ở đâu? Ở đâu? Bây giờ tôi qua. Tôi vội vàng lao ra khỏi văn phòng. Chu Trung Điền nói: Ta ở nhà, người tới đi. Có mấy lời không nói trực tiếp, người sẽ không hiểu đâu. Tôi cúp điện thoại. Tôi vội vội vàng vàng lái xe tới tiểu khu của chú Trung Điền ở. Sau khi vào nhà, tôi vội hỏi: Đi ra làm sao mà chết? Chú Trung Điền thở dài, sau khi khép cửa phòng lại, đưa tôi vào trong phòng khách. Hắn không lên tiếng, mà là chỉ loan đao trên khay trà ở phòng khách, nói: Khi ta tìm tới nhị gia, chỉ nhìn thấy nhị gia mang theo người cây đao này. Loan đao kia tôi rất quen. Ở Thanh Linh cổ trấn, nhị gia dùng loan đao này đối phó với rất nhiều người. Chú nói rõ ràng đi. Tôi cắn răng, nước mắt không nhịn dâng lên. Chú Trung Điền biết tôi đau khổ, vỗ vỗ bờ vai của tôi, thở dài nói với tôi: Nhị gia gọi điện thoại cho ta, nó đang ở đề Đông Bá, bảo ta tới nhanh một chút. Ông nói ông phải đi. Phải đi? Tôi không nhịn được nói xen vào: Phải. Chờ ta chạy tới nơi, đã không thấy nhị gia, chỉ thấy loan đao cùng điện thoại di động của nhị gia trên mặt đất, còn có một vũng máu. Tôi nói: Một vũng máu? Chỉ dựa vào cái này, chú làm thế nào kết luận nhị gia đã chết chứ? Ánh mắt của chú Trung Điền rõ ràng nổi lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn nói: Ý tứ trong lời nói của nhị gia rất rõ ràng. Ông nói ông phải đi, bảo ta nhanh chóng tới, càng nhanh càng tốt. Ta đã cố hết sức rồi, chỉ thiếu một vượt đèn đỏ. Kết quả sau khi đến vẫn không nhìn thấy nhị gia, bởi vì phía dưới đê Đông Bá chính là dòng sông chảy qua toàn thành phố. Vì lẽ đó cho nên chú cảm thấy nhị gia nhảy sông tự sát sao? Tôi hít mắt nhìn chú Trung Niên. Hắn ở một tiếng không nói gì nữa. Buổi trưa hôm đó, tôi không biết mình phải làm thế nào rời khỏi nhà của chú Trung Niên. Tôi chỉ thấy hốt hoảng. Trong mắt tôi, đi ra khẳng định không chết, 100% không chết. Có lẽ chỉ là đang trốn tránh điều gì đó, bởi vì nhị gia sau khi thấy tờ giấy xét nghiệm ADN kia đúng là biểu hiện đại biến. Một người già như thế tuyệt đối không giống như một cô gái trẻ, động một chút là khóc. Thứ có thể động tới tuyến lệ của bọn họ nhất định phải là chuyện vô cùng sốc, hoặc là chuyện khắc cốt ghi tâm. Chàng vàng Trần Vĩ kéo tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi không đi, một thân một mình ngồi trong phòng làm việc, từ cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối, nhiệt độ cũng không oi bức như mấy tháng trước, đã bắt đầu có chút mát mẻ. Tôi cũng không biết bản thân đang suy nghĩ chuyện gì, cứ thất thần trống rỗng như vậy. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Chú điện thoại kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ cuồng loạn. Tôi lấy điện thoại di động ra nhìn, lại là một số lạ. Nghĩ thầm, thú vị thật đấy. Số điện thoại trong danh bạ 80 năm không gọi một lần, số điện thoại lạ ngược lại liên tiếp gọi tới. Ai vậy? Tôi nhẹ giọng hỏi. Người đoán thử coi ta là ai. Thanh âm của đối phương là một nữ nhân, đừng nghe rất quái lạ. Trước tiên tắt cái bộ thay đổi âm thanh đi. Ai nha, cái gì thế? Sao người biết đây là thay đổi âm thanh? Nghe giọng điệu này rõ ràng là một nam nhân, nhưng thanh âm phát ra là dùng bộ thay đổi âm thanh thay đổi thành nữ. Vì lẽ đó nghe cứ vô lý thế nào vậy. Chỉ lát sau, đầu dây bên kia điện thoại di động chuyển tới âm thanh nghe bình thường. Ai nha, ta nói, ta đây có một bảo bối chuẩn bị đưa cho ngươi, thế nào? Vừa nghe thanh âm này, bỗng nhiên tôi nhớ tới Vương Thừa Tướng đã gặp ở rừng rậm Vân Nam Tây Song Bản Đạp, cũng chính là tên béo. Tôi nói, bảo bối gì? Tên béo cười hắc hắc nói, bảo bối này ấy à, có thể nói là độc nhất vô nhị. Trên đời có một không hai, có vật ấy trong tay, minh chủ võ lâm, cửu ngũ chi tôn không là gì cả, có thể trực tiếp giết tất cả bọn họ. Tôi chen vào một câu, bom nguyên tử sao? Tên béo nghẹn lại, một lát sau nói, hơi không, sáng nay quỷ vương giao cho ta một nhiệm vụ, bảo ta tới một hang núi xa xôi tìm kiếm một tảng đá vụn. Ta tìm được rồi, lại nói huynh đệ người đang ở đâu, ta mang tới cho người. Phía đông ký túc xá tổng trạm vận chuyển hành khách, trực tiếp vào văn phòng quản lý. Nói xong tôi chuẩn bị cúp điện thoại, tên béo tùy tiện nói, ai nha, ghê nha, còn là quản lý à?
cho ta làm tiểu đệ của ngươi thế nào? Ôi chào, ta nói ngươi còn có thể có thêm một người chăm sóc nha. Tôi đau cả đầu, dù một tiếng liền cúp điện thoại. Khoảng 8 giờ, tên béo lái một chiếc xe tải tới tìm tôi. Khối thiên thạch này bị hắn trực tiếp ném vào trong khoang sau của xe tải. Tôi kinh ngạc chỉ vào khối thiên thạch nói: nhiệm vụ quỷ vương giao cho người, người cứ như vậy ném vào đây. Tên béo chưa nói gì, khi di chuyển khối đá mới tét miệng nói: cái gì? Một tảng đá vụn mà thôi, không đến nỗi phải ngậm trong miệng mà mang đi chứ. Hơn nữa miệng ta cũng không lớn như vậy nha. Hắn ôm lấy tảng đá. Tôi vội vàng mở cửa ký túc xá của mình, đem khối vân thạch này chuyển vào. Tôi nhìn chằm chằm bề ngoài khối thiên thạch, bên trên chẳng chịt phù hiệu cùng đồ án. Lấy điện thoại di động ra, chụp hơn 10 tấm, lấy đem tảng đá giấu xuống đáy giường. Tên béo ngồi trên giường của tôi, hai chân bắt chéo, bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói: cái gì vậy? Thật là thơm ma. Đại huynh đệ à, trên giường của ngươi từng có bao nhiêu mỹ nhân nằm qua vậy? Tôi không nói gì, mang theo tên béo đi tới văn phòng, đóng cửa phòng, hỏi hắn: này, này là nhiệm vụ quỷ vương sáng nay giao cho ngươi sao? Tên béo ở một tiếng, bắt đầu huýt sáo, đi tới đi lùi trong phòng làm việc của tôi, đưa tay gõ gõ vài cá. Một hồi sau, lại đưa tay sờ sờ bồn cây hàm tu thảo trên bệ cửa sổ. Quả thực chính là không thể ngồi yên. Người có thể ngồi yên một chút không? Nói chuyện nghiêm túc đi. Tôi có chút nổi giận, vô nhẹ một cái lên bàn. Chỉ là chất gỗ bàn làm việc, vô nhẹ vẫn rất kêu. Tên béo tâm thần mất rồi, tươi tươi cười cười nói: đại huynh đệ à, ta là lần đầu tiên đến mà, hiếu kỳ, hiếu kỳ. Tảng đá kia ngươi tìm thấy ở đâu? Tìm như thế nào? Mệnh lệnh cụ thể của quỷ vương là gì? Tôi hỏi liên tiếp. Tên béo nói: tảng đá ấy à, là tìm được trong một sơn thôn. Quá trình tìm kiếm mà cũng gần như đi nhặt trứng vậy. Mang theo một cây rổ đi tìm khắp nơi, tìm được liền mang về. Còn mệnh lệnh của quỷ vương, hắn bảo ta sau khi tìm được thiên thạch lập tức đưa tới cho người, giao cho người cất giữ. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Phù hiệu khắc trên tảng đá là có ý gì, người hiểu không? Tôi híp mắt thăm dò hỏi tên béo. Tôi nghĩ quỷ vương còn chưa nói cho hắn biết sự tình mà thư thất tình. Tôi nghĩ lời quỷ vương nói cho tôi biết vẫn là tin tức bí mật. Tên béo sững sờ, vỗ đùi nói: ai nha, đại huynh đệ chớ đùa, ai mà biết trên đó vẽ cái con gì? Có khác gì một đám run không? Có ai hiểu à? Đúng rồi, tuy rằng phù hiệu ta xem không hiểu, nhưng khi ta tìm kiếm khối đá này, xảy ra một sự việc kỳ quái. Biểu hiện tên bập bỗng nhiên có chút nghiêm túc. Hết phần thứ 72. Mời các bạn đón nghe phần thứ 73 vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy like fanpage của Nguyễn Thành, cũng như subscribe kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe những phần sớm nhất và mới nhất. Xin cảm ơn.